thứ thuốc xoài xuống nhị hôm nay thì mình sử dụng cũng là Mancozeb, liều lượng là 150g cho một phi 220 nha các bạn. Thứ thuốc này mình sử dụng liều khá là thấp, tại vì xoài mùa khả năng vô hột rất là cao các bạn. Rồi, bơm thì mình sử dụng 250ml cho một phi 220 các bạn. Mình sử dụng liều cũng thấp luôn, đáng lý là một chai là một phi, nhưng mà thứ này thì mình chỉ sử dụng là nửa chai. Rồi, bên cạnh đó thì 1.9 mình sử dụng liều là 70ml cho một phi 220 nha các bạn. Chỉ có ba thứ thôi.